Cửa hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay từ bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một số dầu gia hạt châu như F2. Và đây là cái mặt hoa mẹ của nó nha cô chú. Đây là mặt hoa mẹ lưới bệt nè. Cây bên con là cây hàng dâu hạt từ chính cái mặt hoa mẹ này nha cô chú. Và đây là một số đây là một số mặt hoa đã số bố trong cái lô này nè. Nó số bố ra rất là nhiều mặt hoa luôn á. Nhưng mà cái lô này hiện tại bên con là chưa số hoa nên mình còn không biết mặt hoa như thế nào. Cây bên con mắt ngủ vẫn còn rất là sáng, thân già vẫn còn nguyên luôn, chưa số 2 nha cô chú. Đây là giá hạt châu như F2, hàng dâu hạt. Đây là mặt hoa nở bối nè. Và đây là mặt hoa mẹ nha cô chú. Trong cái lô này thì hiện tại thì nó có rất là nhiều mặt hoa số bệt nè. Rất là đẹp. Và nếu mà nó không số bệt thì sổ ra hoa này như nè. Rất đẹp nha cô chú. Đây là giá hạt châu như F2, hàng dâu hạt. Đây là một số mặt hoa sổ nha cô chú. Đây là hoa bối hết á. Đây là mặt hoa mẹ nè. Rất là đẹp của chú. Sau đây sẽ giới thiệu của chú mình cái hình cây của nó. Và nếu mà sổ được của giò cho như lưới bọt thì mình bán sẽ có rất là khó giá. Và giá của nó là khoảng 60 triệu cho lên, chứ nó không có rẻ đâu nha cô chú. Mặt hoa rất là đẹp luôn nè. Đây là chậu già trông như mã số 1 nha cô chú. Chậu này đang có 3 thân này, 1 thân nè, 2 thân, 3 thân và 1 thân già. Thân già này nó vẫn còn giữ nguyên một số mắt nè cô chú, chưa hoa luôn, chưa hề có hoa luôn. Và 3 thân đã bắt đầu đứng ngọn rồi. Chậu này giá tiền là 1 triệu. Mã số là mã số 1 nha cô chú. Đây là giá hạt trông như F2, hàng dâu hạt. Mặt hoa của mẹ là một hoa lưới bệt rất là đẹp nha cô chú. Và hàng này là hàng sổ. Mã số là mã số 1. Chậu này đang có tổng cộng là 3 thân. Và giá tiền của nó là 1 triệu. Mã số là mã số 1. Giá 1 triệu 3 thân nha cô chú, mã số 1. Và ba cái thân đứng ngọn này thì nó dài tầm khoảng từ 45 đến 50 cm. Và cái thân già nó cũng vậy nha cô chú. Thân già tầm khoảng 50 cm đó. Chậu này là chậu mã số 1. Và giá tiền của chậu này là 1 triệu sẵn nha cô chú. Chưa hoa luôn á, chưa hề hoa. Đã ra rễ rất là tốt. Đây là hàng trồng thuần tại vườn nha cô chú. Chưa sổ hoa. Chưa một lần sổ hoa luôn á. Mã số là mã số 1 và giá tiền của nó là 1 triệu. Tiếp tục đây là giò giá hạt châu như mã số tiếp theo, đó là mã số 2 nha cô chú. Và giá của giò châu như này là 1 triệu chẵn, đang có 3 thân đã đứng ngọn. Và hai thân già cũng mới kích nè, mới lấy cái diện kích mà nó chưa sổ hoa nha chú. Hai thân già vẫn chưa hoa luôn á. Chậu này thì giá của nó là 1 triệu. Và mã số của giò châu như F2 này là mã số 2 nha cô chú. Đang có 3 thân lớn. 3 thân lớn này thì đã bắt đầu sưng mắt rồi. Và thân đã bắt đầu đứng ngọn rồi. Giá là 1 triệu nha cô chú. Mã số là mã số 3. 3 thân lớn và 2 thân già. Giá là 1 triệu. Mã số 3. Kích thước cây đang dài tầm khoảng có 43-44 cm. Mã số 3, giá là 2, giá là 1 triệu chẵn nha cô chú. Mã số là mã số 3. Tiếp tục có là giò châu như F2 mã số 3 nha chú. Chậu này đang có 3 thân đã đứng ngọn và 1 thân già chưa hoa của chú. Mã số là mã số 3 và giá tiền của chậu này là 900. Mã số là mã số 3 nha cô chú. Giá hàng châu như F2, hàng dâu hạt, có 3 thân đã đứng ngọn và chưa hoa luôn. 3 thân đã đứng ngọn và 1 thân vẫn đang đi ngọn rất là khỏe. Xin lỗi chú, 3 thân đã đứng ngọn và 1 thân già chưa hoa nha cô chú. Giá là 900.000, mã số là mã số 3. Châu như F2, dâu hạt, mã số 3, giá 900. Cái thân ngắn nhất ở đây tầm khoảng 32-33. Thân dài nhất là tầm khoảng cỡ gần 70, gần 60 là thân đã đứng ngọn đó, thân già rồi đó. Còn cái thân mà ngắn nhất á, là khoảng 30, thân tiếp theo 40 và một thân nữa khoảng 45 cm nha cô chú. Mã số là mã số 3 và giá tiền là 900.000. Châu như F2, hàng châu hạt, có 3 thân, mua về là mình sổ hoa ngay Tết nha cô chú. Đó, mua về là sổ hoa luôn. Tiếp tục là mã số 4 nha cô chú. Châu này thì bên con đang có 2 thân chưa hoa. Và bên con có để trong đây là một cái cọng thân già hôm trước bị gãy á. Cọng thân già này vẫn chưa hoa luôn, nó đang lên 2 cây nè. Trước mình về mình bắt đầu mình dưỡng cây lên cô chú. Một thân ngắn là tầm khoảng cỡ 35 và thân dài nhất là tầm khoảng 60 cm. Cái giò thân là rất là mập luôn nè. Và đang đi ngọn nha cô chú. Thân đang đi ngọn rất là khỏe. Đó. Hai thân này đang đi ngọn luôn. Và giá của giò này là 650. Mã số của giò này là mã số 4 nha cô chú. Châu như F2 mã số 4, giá tiền là 650.000. Đang có 2 thân đang đi ngọn và 2 cây. Mã số 4 giá là 650. Đây là hàng châu như F2 dâu hạt cho cô chú. Mã số 4. Đây là mã số 5 nè. Chậu này thì nó đang có tổng cộng là 3 thân vẫn còn đang đi ngọn luôn. Chưa sổ hoa nha cô chú. Chậu này làm từ kỳ ra nhưng mà chưa thấy hoặc hoa luôn á. Tại vì kỳ này lúc trước nó bị gãy á cô chú. Nó bị gập á nên con cắt ra con làm kỳ luôn. Mã số chậu này là mã số 5 và giá tiền là 350.000. Thân rất là tím nha cô chú. Thân tím rệm luôn á. Và cái chậu này thì hai thân ngắn nhất của nó đang dài tầm khoảng cỡ 13-14. Một thân dài nhất là tầm khoảng 30. Giá của nó là 350. Mã số là mã số 5. Là mã số 6 nha cô chú. Con xé từ cái mầm ra nè.
Đó, chỗ này thì có một thân đen đi ngọn luôn, mã số là mã số 6, cái này cũng mới trồng lại nè, giá là 2,5 nha cô chú, mã số là mã số 6. Chỗ này thì con mới tách từ cái mầm ra đó, kích thước cây đang dài tầm khoảng có 35 cm, mã số là mã số 6 và giá tiền là 250 cho cô chú. Châu Như F2 mã số 6 giá là 250.000. Số thọ bên con là 0908 846 804, địa chỉ nằm ở phường 4 Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Cửa hàng Hoa Lan Mưa xin chào cô chú.